chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng xác định, bà Lan và ba đồng phạm là Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý A Kiêu Mừng, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Quá trình điều tra xác định, bị can Kiêu Binh Ki-ung Kenneth có quốc tịch Anh và Bắc Ireland, là luật sư đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát, đã có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại. Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho cấp dưới cùng Kiêu Binh Ki-ung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, gồm 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ và 52 giao dịch nhận 3 tỷ đô la Mỹ. Theo cáo buộc, bị can Kiêu Binh Ki-ung Kenneth đã giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Hành vi của Kiêu Binh Ki-ung Kenneth đã phạm vào tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện đối tượng này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. Đồng thời, các cơ quan tố tụng cũng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hồng Kông và Anh để xác minh Kiêu Binh Ki-ung Kenneth với Chen Ji-chung về các nội dung liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, song các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin cụ thể về vụ nổ khí ga tại một nhà hàng sắp khai trương trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên làm 8 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân là người Hàn Quốc. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 16 tháng 7, tại căn đế CH2.1 của chung cư The City Light trên đường Nguyễn Tất Thành ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, do người Hàn Quốc thuê lại của công ty cổ phần tập đoàn TB Group làm chủ đầu tư, đã xảy ra vụ nổ lớn trong khi công nhân đang lắp đặt trang thiết bị bên trong căn nhà. Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, khi số thợ sửa chữa đến căn nhà trên để thi công làm nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc, nhà vẫn đóng cửa kín. Khi đó anh Nguyễn Hữu Xếp là nhân viên nha khoa ở căn nhà giáp căn đang sửa, phát hiện có mùi khí ga từ trong nhà bốc ra, đã cảnh báo cho số thợ sửa chữa nhưng số thợ trên vẫn vào nhà để lắp đặt thiết bị. Khi công nhân vừa bắt đầu thi công thì xảy ra nổ lớn gây rung chuyển mặt đất, làm nứt vỡ tường và nhiều cửa kính của ngôi nhà. Vụ nổ đã làm 8 người bị thương, trong đó 2 người Hàn Quốc là anh S, sinh năm 1990 và chị S, sinh năm 1993, đều tạm trú tại Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa tất cả 8 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong số này có 6 người, trong đó có 2 người Hàn Quốc được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bổng Quốc gia và 2 nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, qua khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân ban đầu là do nổ khí ga. Ngày 16 tháng 7, Công an huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến ít nhất 3 người đi trên xe máy tử vong. Theo cơ quan chức năng, khoảng trưa cùng ngày, tại ngã tư giao cắt giữa tuyến đường DH05 với đường Ba Chàng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan chức năng xác định, xe tải mang biển kiểm soát 88H đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29C chạy cùng chiều, khiến chiếc xe này lao vào thành cầu, ép vào xe máy đi bên cạnh. Trên xe máy có 4 người, mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng ít nhất có 3 người đã tử vong. Theo một số người dân ở khu vực xảy ra tai nạn, thời điểm xảy ra va chạm, chiếc ô tô tải chèn lên xe máy, các nạn nhân tử vong do bị ép sát vào thành cầu. Tới cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một người chồng cầm dao đuổi chém người vợ, xảy ra trên địa bàn sáng ngày 16 tháng 7. Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra vào hồi 6 giờ 40 phút sáng ngày 16 tháng 7 tại tổ 20 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Theo một số nguồn tin, sự việc có thể do xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh chồng là T, sinh năm 1980, là cán bộ cửa khẩu tại thành phố Lào Cai, với chị vợ là Quy T, sinh năm 1994, cùng hộ khẩu, là giáo viên ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Khi xảy ra mâu thuẫn, anh T cầm dao đuổi theo vợ, chém vào tay chân và đầu của vợ, khiến chị vợ nằm gục tại chỗ trước một ngôi nhà ở tổ 20 phường Lào Cai. Sau đó, anh T cầm dao tự chém vào gáy của mình nhiều lần nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, anh T về nhà tiếp tục cầm dao chém vào gáy của mình. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Liên quan vụ việc đeo huy hiệu lạ khi biểu diễn của ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy vừa qua đã ký quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 27,5 triệu đồng cùng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ biểu diễn 9 tháng. Trong quyết định nêu rõ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt tổ chức diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại Tiki Hosala, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn các tiết mục Biển Tình, Người Đi Ngoài Phố, Nếu Đời Không Có Anh, Huyền Thoại Một Chiều Mưa, đã sử dụng trang phục và phụ kiện trên ngực áo biểu diễn được xác định đã vi phạm theo kết luận của Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Hình thức xử phạt được quy định tại điểm B, khoảng 5, điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Riêng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B, khoảng 9 điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn mà nam ca sĩ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có lệnh cho hai nhà máy thủy điện lớn ở miền Bắc là Hòa Bình và Tuyên Quang mở các cửa xả lũ từ cuối giờ chiều nay ngày 16 tháng 7. Ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng đến trưa nay ngày 16 tháng 7, nhiều nơi ở miền núi phía Bắc, trong đó có khu vực Tây Bắc Bộ có mưa kéo dài, khiến mực nước đổ về thượng lưu các hồ thủy điện tăng. Trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa ở Trung Bộ và Bắc Bộ sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 7, mặc dù áp thấp nhiệt đới đã tan nhưng thời tiết do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đang rất xấu. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hồi 9 giờ sáng nay ngày 16 tháng 7, mực nước trên đập thủy điện Hòa Bình ở cao trình 108,67m và lưu lượng nước về hồ đạt hơn 4.400m3 một giây. Còn mực nước ở thượng đập thủy điện Tuyên Quang là 109,46m với lưu lượng nước lũ về là 673m3 một giây. Để đưa mực nước tại các hồ thủy điện này trở về mực nước an toàn theo đúng quy định, trưa nay ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,
Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy của Hồ Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy của Hồ Thủy điện Tuyên Quang. Thời gian mở bắt đầu từ 16 giờ ngày 16 tháng 7. Trước đó, Thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy. Như vậy, kể từ 16 giờ chiều nay, hai hồ thủy điện sẽ xả lũ qua ba cửa cùng với phát điện tối đa qua các tổ máy. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh trở lại.